Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Clip lần này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một dòng loa về di động xách tay, một dòng loa thương hiệu là Tronic, mã của nó là V208. Thì dòng loa này bên Thiên Vũ đã có review đánh giá rồi. Tuy nhiên clip lần này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm sao để nâng cấp dòng loa này cho nó hát tốt hơn và tiếng bass và tiếng micro nó dày hơn. Không để mọi người chờ đâu nữa, clip bắt đầu. Hiện tại thì mình đang có ở đây dòng Tronic V208 nha. Thì mình cũng chia sẻ luôn là dòng này là dòng của Việt Nam sản xuất nha mọi người. Tất cả các dòng loại kéo này thì nó sẽ là được của Việt Nam sản xuất, nên là cái tiếng effect của nó sẽ theo dạng của người Việt Nam hơn. Thì chứ không giống những cái dòng nhập khẩu. Đây, hiện tại mình đang có ở đây. Thì nó sẽ có gồm 2 micro nha. Đây là tờ hướng dẫn. Cái này thì bên mình đã có review rồi thì mình sẽ không ra lại nữa. Mình chỉ chia sẻ thêm cho mọi người thôi. Hiện tại một trong hai mic này bên mình đã có độ đầu mic cho nó rồi. Thì để mình mở lên cho mọi người nghe xem là mọi người có phát hiện được là dòng mic, cái tay mic nào đã được độ hay không. Thì tất cả những dòng loa kẹo kéo trên thị trường hiện tại á, cái dở nhất của nó theo đánh giá cá nhân của mình á, là cái tiếng effect, cái tiếng mà nó hay bị xoé xoé ché 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 cái ở cái dải tầm khoảng 5 kg á. Đó, là nó hay bị phô tiếng lắm. Thường là do, không phải là do loa, thường không phải do loa nha mọi người, thường nó sẽ đến từ đầu micro. Nên clip này mình đã có độ nhẹ cái đầu mic cho nó bằng một cái đầu mic thương hiệu khác, thương hiệu của Thiên Vũ. Thì để mọi người test thử xem, mọi người thấy, để mình mở lên cho mọi người nghe và mình hát thử, mình alo thử để mọi người thử cảm nhận nha. Đây, loa này thì mình sẽ chuẩn bị giao cho khách rồi. Đó, thì mình cũng xin phép ảnh được tháo ra. Thứ nhất là kiểu gì thì trước khi hàng ra thì mình cũng phải tháo ra, mình dán tem để mình bảo hành này kia. Đó, ra cũng phải là bởi vì là dao này kia thì phải test trước rồi mới gửi cho khách, chứ không thể nào mà gửi khách nguyên siêu được. Nguyên siêu thì đương nhiên là clip này coi như mình sẽ cắt một phần ra để mình giao để mình gửi cho khách luôn á, để coi như là hàng là hàng nguyên siêu hết. Chẳng qua mình phải tháo ra, mình độ lại cái đầu mic một chút xíu thì nó mới hay được nha mọi người. Rồi, đây mình chắc mình để cao lên chút xíu đi, để cho nó cao lên chút xíu cho mọi người dễ thấy. Không sầm đâu. Đây đó, trước mắt là đầu tiên là mọi người phải thấy là cái bề ngoài nó thay cái mặt lưới này lại này, nhìn nó khá, nhìn nó rất là hay. Cái vải này dạng là vải đan, nó rất là đẹp. So với đợt trước là cái màu khác nha. Đợt này nó có nâng cấp lên cái lưới này, màu khác một chút xíu, trông nó khá là đẹp. Ok, đây để mình mở lên. Ok, đây để mọi người trải nghiệm thử xem nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ để nguyên. Để mình sẽ tắt effect đi. Mình sẽ tắt effect đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bỏ reverb luôn. Con này được cái nó có reverb nha mọi người. Cái tiếng nó, nếu mà bạn nào mà chuyên nghiệp á, mẹ bạn nào mà muốn hát cho nó rõ giọng của mình một tí mà hát cho nó giống như những dòng loa kiểu như Bowie, Electro Voice này kia thì mọi người có thể lấy riêng reverb thôi. Cái tính năng này là tính năng khá là hay mà thật ra các nhiều cái loa di động khác thì thị trường không có cái này. Được cái là tiếng reverb cũng khá bay. Đây mọi người thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, đầu tiên thì mình sẽ thử tiếng mic thô trước ha. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để cho mọi người cảm nhận được là khi mà thay đầu mic thì cái dòng này nó sẽ khác gì. Đây là mic thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là một cái là núm cam và một cái là núm xám. Mọi người nghe thử xem là dòng nào sẽ là dòng đã được độ mic nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ê, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Đó là mic thô. Đây mình mở effect lên cho mọi người nghe. Đầu tiên là mình lấy reverb trước nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi,
Không biết là mọi người có đã đoán được dòng nào chưa? Mời bạn quay phim quay lại cận cảnh chút xíu để cho mọi người thấy. Mình đã tắt cái mic đi rồi. Đây, mình tháo đầu ra đây. Đây, đây chính là cái đầu nguyên bản của nó. Đây là cái đầu nguyên bản của cái dòng Sonic này. Nếu mà mọi người mà thường xuyên xem kênh của Thiên Vũ hoặc các kênh khác trên các kênh mà video mà hay mở cái đầu mic này ra thì mọi người sẽ đoán được xem là cái đầu mic này là của dòng nào nha. Và đây, đây là cái đầu mic của bên Thiên Vũ gắn vô. Đây, đây là của đầu mic bên Thiên Vũ gắn vô. Đầu mic này thì Thiên Vũ đặt về. Tại vì là thường những dòng loa kẹo kéo mà chỉ riêng dòng này mình mới phải độ đầu mic thôi nha mọi người. Bởi vì có hai lý do. Thứ nhất á, là nếu mà mọi người xài những dòng khác đi, nó sẽ của thương hiệu như ví dụ như Paramax hoặc là Agnot mình hay làm á, thì cái đó họ có thương hiệu, họ có bảo hành. Thì nếu mình thay như thế này á, thì họ sẽ không có bảo hành cho mình. Tuy nhiên với dòng Sonic thì mình đã xin bên hãng cho phép và họ đã được sự cho phép của họ, nên mình mới độ đầu để là tất nên là tất cả những dòng loa mà Sonic mình bán ra thị trường á, mình đều độ lại độ mic cho nó để cho một cái tiếng mic nó chất lượng nó khác. Đây, mình sẽ alo lại cho mọi người nghe thử ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 lơ. Nó sẽ không bị vỡ tiếng. Nó sẽ không bị vỡ tiếng khi mình hát rất là lớn. 1 2 3 4 5 6. Đó, mọi người có thể thấy tiếng sẽ không bị vỡ. À, thường thì những dòng loa kẹo kéo như thế này, nếu mà mình alo, đặc biệt là cái giọng của mình không biết làm sao, nhưng cái giọng của mình khi mà đưa vào những cái dòng micro di động như thế này á, thì tiếng nó vỡ rất là nặng luôn. Với con này sau một sự cải tiến chút xíu và đặc biệt là khi thay đầu mic vô thì cái tiếng nó sẽ khác. Đây là mình mở lại con đầu nguyên bản nha. Micro này mọi người nhớ, mọi người mình không tiện nói tên đâu, nhưng mà cái đầu mic này khá là quen thuộc với mình. Và thật đây là quen thuộc với cả những mọi người mà khi mọi người mà hay coi video clip mà liên quan đến thay đầu mic như này, mọi người sẽ biết. 1 2 1 2. Khi mà mình mở, đương nhiên là nhiều bạn hát nhẹ nhàng á, mọi người sẽ không thấy đâu. Tuy nhiên là bởi vì đây là những dòng loa karaoke, hát khi mình có chút hơi men vào rồi á, thì mình thường mình sẽ hát rất là lớn và mình sẽ đưa cái mèo mic rất là sát. Và khi mình nẹt như thế thì thường nó sẽ bị vỡ tiếng. 1 2 2 2. Mọi người không biết mọi người nghe rõ không ha? Thì nếu mọi người có điều kiện á, mọi người có thời gian, mọi người gần á, thì mọi người có thể ghé Thiên Vũ sẽ test cho mọi người nghe cái nguyên bản của nó sẽ như thế nào. 1 2 1 2 3 4 5 6. Đó, nó sẽ bị vỡ tiếng khi mà mọi người hát lớn. Thì để giải quyết tình trạng này thì đấy, như mình đã nói, mình thay một cái đầu mic khác. Nên là vỡ tiếng nhiều khi ấy, mọi người không phải là do cái loa nó dở, mà do chất lượng đầu mic trên tay mic này kém. 1 2 3 4 5 6. 6. Đó, mình thử rất là lớn nè, hiện tại đang rất là lớn. Và mình coi như là mình đưa sát đầu mic vô luôn á, mình đưa sát cái mic này vô luôn nè, thì vẫn không bị vỡ tiếng. Đó. Thì đó, vừa rồi là mình vừa mới chia sẻ cho mọi người luôn. Khi mà mọi người mua một cái loa kẹo kéo về, mọi người bán cho khách hàng hoặc là mọi người mua về, mọi người sử dụng thì thường thì bên Thiên Vũ sẽ không nớp, đương nhiên và phải có sự cho phép của hãng nha. Bên Thiên Vũ sẽ không có để nguyên bản đâu, bên Thiên Vũ sẽ độ lại. Tương tự như cái dòng 6 mic M1, micro 6 mic M1 mà bên mình đã làm khoảng chắc phải 5-6 năm nay rồi. Thì cái dòng nguyên bản của nó, chắc mọi người xài lâu mọi người sẽ biết là cái dòng nguyên bản nó cũng bị tình trạng tương tự, là bị vỡ tiếng tương tự như này. Và đương nhiên là với một đơn vị mà như Thiên Vũ, mình luôn tìm kiếm một cái giải pháp nào đó dành cho khách hàng, cho nó có thể gọi là nâng cấp tối đa cái sản phẩm, nó có thể trải nghiệm tối đa sản phẩm của khách, thì bên mình sẽ tìm ra các cái giải pháp và tìm ra nguyên nhân và xử lý cái vấn đề đó. Dòng này cũng là một dòng mình nghĩ là với giá thành của nó đâu đó tầm khoảng trên 6 triệu một chút xíu, thì đương nhiên nữa là mọi người đã có review là 2 bát 8 inch, 2V208, tức là 2 bát 8 inch. Thì với công suất lớn như thế này mà với tầm giá như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể, thứ nhất là hát trong nhà, thứ hai là hát ngoài trời nhẹ một chút xíu, công suất nó vẫn rất là lớn và giá thành nó rất là vừa. Ngoài ra, đặc biệt như mình đã nói trước là dòng này có reverb nó hơn khá là nhiều các dòng loa khác thị trường, nên rất là nhiều dòng loa kẹo kéo không có reverb.
Clip lần này thì mình cũng chia sẻ sơ qua thôi, để mình chia sẻ thêm cho mọi người biết được là cái dòng sản phẩm mà nó có giá trị thấp hay là cao thì bên Thiên Vũ luôn suy nghĩ về giải pháp dành cho nó, như là dòng Chronic này. Nếu mà các loa kẹo kéo của mọi người đang có tình trạng tương tự thì mọi người cũng có thể tìm cái phương án giống như bên Thiên Vũ ha. Thì chắc là mình đóng thùng lại rồi mình thay luôn cái đầu mic kia rồi mình giao cho khách thôi. Clip lần này đến là hết, thì nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để mình chia sẻ thêm nhiều kiến thức thú vị cho mọi người về ngành âm thanh. Mình là Khánh, xin chào.